Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người ở cái video tổng hợp tử vi của tháng Đinh Tỵ cho những người tuổi thân. Vừa trải qua một cái tháng Bính Thìn, gọi là tháng Tam Hợp Thân Tý Thìn đối với những người tuổi thân, thì tiếp đến là một tháng Đinh Tỵ, một cái tháng có nhiều biến động hơn, không quá suôn sẻ cho người tuổi thân. Tuy nhiên nó cũng không có quá phức tạp, vì bản thân người tuổi tuổi thân, người ta gọi là dần thân tỵ hợi, thân tỵ thì theo đúng thì thường là nếu mà ở gần nhau như vậy thì người ta gọi là lục xung. Tuy nhiên là thân tỵ thì không phải là lục xung mà là lục hợp, vừa là nằm trong tứ hành xung nhưng lại là lục hợp trong địa chi, và cái lục hợp đó đem lại rất là nhiều điều tốt đẹp, cũng giống như là cái tháng Bính Thìn mà những người tuổi thân vừa trải qua. Thì mình sẽ xét xem là coi như là may mắn đến cỡ nào và ra sao. Thì đầu tiên hết, cho những người tuổi thân ấy, thì phải xét đến là những người tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, gọi là Sơn Thượng Chi Hầu, Thủy Núi. Mệnh là Sơn Hạ Hỏa, nam thì cung Cấn Thành Thổ mà nữ thì cung Đoài Hàng Kim. Ngon lành ha. Sau cả năm á, là sao Mộc Đức đối với nam và sao Thủy Diệu đối với nữ. Sao Mộc Đức thì đem lại may mắn, danh lộc tốt, mà sao Thủy Diệu thì thường có chuyện buồn ha, dễ có tan chế trong gia đình. Với chữ mà chữ Bính nè, người chữ Bính Thân á, đúng không, thì nó như thế nào ở trong cái tháng Đinh Tỵ này, thì để mình sẽ xét như thế, xét nó sẽ ra sao. Đầu tiên hết á, là về mạng, thì tháng Đinh Tỵ là tháng Thổ mà người Bính Thân là Hỏa. Như vậy là sinh xuất bản mệnh Hỏa sinh Thổ, theo lẽ thì như đã nói thì sẽ là bổn mạng sẽ không có tốt đẹp, dễ có bệnh nạn. Thì bổn mạng mình sinh xuất là tức là mình yếu đi, nhưng mà đặc biệt thì năm nay mà bổn mạng mà sinh xuất, nhất là Hỏa mà sinh ra Thổ, thì cực kỳ không có cần phải lo lắng. Tại vì năm nay là năm Can Mậu thì Dương ngũ hành thì hợp Hỏa, năm nay Hỏa rất vượng, bằng chứng là thấy chúng ta từ đầu năm tới giờ, tuy là chưa vào những tháng nóng nhất, nhưng mà từ đầu năm tới giờ thì từ Nam chí Bắc xảy ra rất là nhiều vụ cháy, vụ cháy lớn, cháy có người chết, cháy từ Nam chí Bắc chứ không phải là chỉ cháy ở một khu vực nào hết. Bởi vì người ta nói năm Hỏa vượng, tức là bà Hỏa bảo hộ hoàn thành dữ dội, thì Hỏa vượng thì sẽ tốt cho người mạnh Hỏa, gặp người là mạnh Hỏa này thì là được tương sinh cả năm, là mộc sinh Hỏa nữa, cho nên là sinh xuất bản mệnh một tí xíu của mạng Hỏa này thì không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái bổn mạng và sức khỏe. Thì thiên can á, Bính Đinh thì là không xung không khắc, nhưng mà Bính Đinh thì cùng hành Hỏa, cho nên gọi là thiên can của ảnh hưởng nhiều đến công việc, thì công việc của cái người mà Bính Thân thì không có gì mà quá có những cái việc mà quá lớn lao. Bính Thân thì rõ ràng đang là những điều tốt đẹp. Người thì năm nay là 63 tuổi, 63 tuổi thì nó sẽ có những cái điều mà nó không có tốt đẹp ở những người ta nói là gì, 61 bước qua, 63 bước lại gì đó. Thì đối với những người mà vượt qua 60 tuổi thì không còn cái việc đó nữa, cho nên là các anh các chị thì cũng đừng quá lo lắng. Thiên can Bính Đinh này sẽ tạo nhiều điều tốt đẹp cho công việc. Địa chi á, Thân với Tỵ là thuộc nhóm lục hợp. Đây là sự hòa hợp về tính cách, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không những cho gia đạo mà còn có ảnh hưởng tốt cho công việc. Như vậy đối với những người mà Bính Thân thì cái tháng Đinh Tỵ là một tháng vừa tốt cho công việc vừa tốt cho gia đạo, chỉ có một phần sinh xuất bản mệnh và bản mệnh bị ảnh hưởng một chút đó, không quá to lớn. Hy vọng rằng là với một cái chút mà
ảnh hưởng bản mệnh đau đầu nhức óc này nhẹ nhàng, sẽ không làm khó được anh chị trong một tháng mà tương đối ổn định về công việc và có nhiều tốt đẹp từ cái địa chi lục hợp đem lại cho mình, ảnh hưởng tốt đến công việc và mọi thứ. Người bính thân vốn dĩ những người tuổi thân thì anh đã nói rồi ở trong những cái video clip mà nói về tử vi trọn đời, thì người tuổi thân chỉ con khỉ nó chỉ thua một tí xíu bằng con người thôi, cho nên là khôn ngoan lân lợi ha, làm việc rất là ok. Rồi tiếp theo của những người tuổi thân đó là những người mậu thân. Em hay nói rằng những người này là cực kỳ thông minh và đặc biệt là sắc bén trong công việc. Tuy nhiên nam của tuổi này thì hơi gọi là gì, hơi bay bướm đa đoan. Nữ thì lại là cá nhân một tí xíu, họ khôn, họ vận đầu óc nhiều quá. Đôi khi mà chơi với những người mà mẫu thân này đa phần là giờ này thì đa phần là có tài sản đồ, có được cái sự tích lũy rất là ok rồi. Do là đã làm cái tử vi cả năm mẫu tuất cho người mẫu thân rồi, cho nên là em sẽ không bao giờ nói, không nói tới nhiều nữa, chỉ nói hai cái sao thôi. Thì mẫu thân á, thì nam mạng sao Vân Hớn rối rắm tai nạn, nữ mạng là sao La Hầu tốn hao rối rắm, có chuyện buồn ha. Thiên can là giáp, thiên can là mậu, với mậu là đồng hàng, cũng không có chuyện gì xảy ra. Rồi á là địa chi vận niên mã ngộ đau ngựa trúng thương thì rõ ràng là không tốt đẹp. Thì vận vào cái tháng Đinh Tỵ này á thì do là cùng mạng thổ cho nên là mạng thổ luôn thì nó không có đứt vấn đề gì. Người này mẫu thân là độc lập chi hầu, tức là khỉ độc thân, cho nên là khỉ độc thân này cho nên sống một mình thôi mà, sống là sống cho mình là chính. Không có muốn là nói chung là họ hơi cá nhân một tí xíu ha, ích kỷ một tí xíu. Thiên can á là mậu đinh, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á là chữ mậu thì thuộc thổ mà chữ đinh thì thuộc hỏa, cho nên á, là gọi là tương sinh hỏa thổ, mà được tương sinh hỏa thổ ở thiên can á, và là âm của ngũ hành của thiên can á, thì công việc dễ sinh tài lộc, hanh thông mọi điều. Bên cạnh đó thì người tuổi thân là lục hợp với tuổi tỵ, thì đó là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không những của gia đạo mà còn cho công việc. Như vậy đối với cái tháng tư với người tuổi mậu thân thì thật sự là quá tốt. Vì sao? Vì mạng thì đồng hàng thổ, sức khỏe không có vấn đề, thiên can không xung không hợp về mặt tử vi nhưng mà được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, dễ sinh tài lộc, gặp thêm địa chi là lục hợp. Mà lục hợp thì lục hợp đã như đã nói ở trên, nó là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không những của gia đạo mà còn cho công việc, cho tiền tài. Thì rõ ràng người mẫu thân với cái tháng Đinh Tỵ này thì có thể nói là có nhiều điều tốt đẹp, thậm chí là có tiền tài dư dả. Quá ngon lành ha. Rồi tiếp theo là những người tuổi thân tuổi canh thân, người ta gọi là thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả, khỉ nào không ăn không hoa quả đâu, đúng không? Nhưng mà tức là khỉ này không sợ đói, khổ thì khổ kia chứ không cần phải chạy gạo lo cơm. Mạng là thạch lựu mộc, nam cung khôn hành thổ, nữ thì cung tốn hành mộc. Nam nữ tuổi này thì cũng không mình đã làm video về tử vi của năm mậu tuất rồi. Nữ mạng thì gặp sao mộc đức, vận niên của cả hai là tử quy điền tốt. Như vậy thì đó là quá ngon rồi. Rồi những xét vào tháng Đinh Tỵ thì tháng này là tháng mộc, tháng thổ, như vậy mạng mộc, mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn. Tuy nhiên có bệnh cũng rất là nhẹ nhàng, cũng dễ vượt qua, vì dù sao đi nữa mộc khắc thổ chứ không phải là thổ khắc mộc, cho nên là sẽ dễ dàng vượt qua. Mà cả hai người nam và nữ, nam thì hạng thiên tinh là rối rắm tranh chấp, còn nữ thì hạng tam kheo xây sát tay chân nhẹ. Như vậy thì không có gì về tương khang, về tử vi cả năm không có gì mà nguy hiểm. Gặp năm là năm mộc nữa,
năm là năm bình địa mộc nữa, cho nên là cũng gặp tháng tư khắc thì cũng không quá nguy hiểm, tức là không quá nguy nan về bản mệnh, nhưng mà cũng cần đề phòng những cái tai nạn nhỏ và bệnh nạn không quá lớn ha. Thiên can đinh canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á, đinh thuộc hành hỏa, canh thuộc hành kim, nạp âm ngũ hành là tương khắc, tiềm ẩn khó khăn trong công việc, dễ bị người khác ném đá sau lưng. À, gặp cái tháng mà mộc khắc thổ thì những cái tinh quân tốt, tài tinh ha, hoặc là những cái tinh quân tốt sẽ bị che khuất, và ngược lại là những cái tinh quân xấu nó sẽ phát huy tác dụng. Cho nên cần cẩn thận người ta ném đá dấu tay và để lại những cái điều không hề nhỏ. Địa chi thì thuộc nhóm lục hợp rồi, thân tỵ thuộc nhóm lục hợp như cũng như mậu thân, thì tốt đẹp cho không những về gia đạo, tình cảm mà còn có tốt tương trợ cho công việc. Hy vọng rằng với cái lục hợp này sẽ chế hóa được, khống chế được cái sự tương khắc về nạp âm ngũ hành của thiên can. À, còn cái bản mệnh thì không nói đến rồi, bản mệnh là một cái mảng hoàn toàn khác. Ha, mộc khắc thổ này thì các em nên cẩn thận, đặc biệt là các em nam với cái sao thủy diệu dễ có chuyện buồn. À, nhưng mà yên tâm đi ha, cái sao thủy diệu nó thành thủy, các em mệnh mộc cho nên là nó không tác dụng lên các em nhiều đâu, cho nên là đừng có sợ sệt mà cảm thấy là bất an lo âu. À, chứ mà nó cũng có nhiều điều tốt đẹp riêng của nó. À, như vậy thì tháng tư đối với cái người mà canh thân thì các em vẫn chủ yếu là để ý vào phần bổn mệnh và sức khỏe của mình. À, cái việc mà thiên can á, thì không quá lớn lao, cũng sẽ để các em giải quyết một cách ổn thỏa và nhanh chóng. Tuổi thân tiếp theo mà chúng ta phải xét đến đó là nhâm thân, sinh năm 1992. À, người ta gọi là thanh tú chi hầu, khỉ đẹp. À, thanh tú mà là khỉ đẹp đó. À, mệnh là kiếm phong kim. À, vàng ở mũi kiếm, nam cung cấn hành thổ, nữ thì cung đoài hành kim. À, như vậy là vận vào cái tháng đinh tỵ của năm mậu tuất này thì người nhâm thân nó sẽ như thế nào? Tự vì nhâm thân mà cả năm nam mạng là sao mộc đức, may mắn danh lộc tốt. À, hạn thì hình tiền, phòng bệnh nạn. Vận niên thì kê giáp viên, gà về vườn, cho nên nó ok. Thiên can chữ mậu nó khắc chữ nhâm. À, không ổn ha, mậu khắc nhâm là công việc nó có nhiều điều mà cần phải lo to để ý. Rồi nữ thì lại dướng sao thủy diệu. À, hạn thì toán tập, trở ngại va vấp. À, vận niên và thiên can thì cũng giống nhau. Như vậy thì bản thân của người nhâm thân tổng năm thì cái việc thiên can mà tương khắc mậu khắc nhâm thì báo hiệu cái công việc dễ rơi vào bế tắc, mà dễ gây ra phiền hà, buồn phiền. Nạn thì nam mạng dưới nạn hình tiền này thì cần phải để ý với những cái tháng mà gọi là bị tương khắc bản mệnh. À, còn nữ thì cũng không đến nỗi nào. À, tổng năm mạng đã là bị tương khắc rồi, kim nó khắc bình địa mộc rồi, cho nên là các em nam thì năm nay bổn mạng rất là dễ suy, thậm chí là nguy. À, vị xét với tháng đinh tỵ làm thổ thì các em là kim, cho nên là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe và còn có ảnh hưởng tốt cho các tinh quân của mình nằm ở trong tử vi năm nay. À, như vậy thì rõ ràng là ok ha. Với cái điều kiện như vậy thì rất là ngon lành. Thiên can đinh với nhâm là đinh nó hợp nhâm. À, là thiên can thuộc về ngũ hợp, đây là chủ sự về chữ nhân, cho nên công việc rất là dễ ok. À, địa chi thì thuộc nhóm lục hợp, thân tỵ là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không những cho gia đạo mà còn có cho công việc. Rõ ràng đây là một cái tháng rất là ok đối với người nhâm thân, nhất là nhâm thân nam mạng. À, tại sao? Tại vì thổ sinh kim thì bổn mạng không có còn gì phải sợ hết, bổn mạng không có việc gì nguyên nhất. Mà tính sao? Thổ sinh kim thì nó sẽ giúp cho các tinh quân tốt, các tài tinh phát triển. Thiên can lại được đinh hợp nhâm, thuộc ngũ hợp nữa. Thiên can thuộc ngũ hợp, công việc rất dễ sinh tài lộc và tiền bạc. À,
địa chi thuộc nhóm lục hợp nữa, có ba cái để xét là cái tử vi của hải có tốt hay không, thì cả ba đều là tương sinh tương hợp, giúp cho cái các em, mà các em mà thí dụ như các em có nè sao mộc đức thì quá tốt, và sao mộc đức là tốt may mắn, công người ta gọi là sao mộc đức mặc sức mà ăn, nó không gặp thêm tháng nè, ba cái được tương sinh thì rõ ràng là điều tốt đẹp. À tuy nhiên là các em đừng có mơ mộng quá nhiều, nhất là các em nam. Tại sao? Tại vì các em là sao mộc đức, nhưng mà các em mệnh kim, cho nên là cái sao mộc đức nó tác dụng lên bản thân mình nó không quá nhiều đâu. Đừng có mà quá tin tưởng vào nó. Các em nữ thì có sao thủy diệu, thì nó sẽ thậm chí là còn tốt lành hơn là các em nam có sao mộc đức nữa. Và nên nhớ rằng các em có năm nhâm bị chữ mậu nó cả năm nó khắc ha, cho nên là đừng nghĩ lại là mình có cái những cái điều tốt đẹp này mà vung tay quá chán và mạo hiểm nhiều điều. Nên nhớ tổng năm của mình vẫn là xấu về công việc ha, đừng có mà vì cái lúc này mình hửng lên với mình chèn ép người khác, đến cái tháng mà mình xấu thì mình phải chết lại với người ta ha. Đó là những điều mình nói chia sẻ cho những người nhâm thân cần chú ý. Tuổi thân cuối cùng mà mình muốn tổng hợp và chia sẻ đó là người giáp thân sinh năm 1944 và sinh năm 2004. 2004 thì các em nó còn quá nhỏ để mà có cần phải tư vấn về tử vi. 1944 thì các bác thì lại quá lớn rồi, đang an phận thủ thường để mà vượt qua cái an hưởng cái tuổi già, cho nên là chủ yếu vẫn xét chung về cái bổn mạng và gia đạo là chính, chứ còn về phần thiên can về phần công việc thì gần như các bác không cần làm gì nữa rồi. Thì tháng này á là tháng thổ, các bác là quá thụ chi hầu khỉ leo cây, cho nên mệnh là tuyền trung thủy. Mà những người mà tuyền trung thủy này gặp tháng lộ bàn thổ thì rõ ràng là thổ nó khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, xấu đề phòng bệnh nặng, những cái bệnh nặng không có tốt đẹp. Với nữ mạng của các bác nữ thì là có sao mộc đức, nhưng hạn là hạn tam kheo, xây sát tay chân nhẹ. Còn các bác nam thì rối rắm lo nghĩ đầu óc đau đầu. Thiên can là giáp đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tuy nhiên giáp thành mộc đinh thành hỏa, cho nên là thuộc ngũ hành sinh nhật mộc hỏa, tốt cho cái cuộc sống. Cuộc sống không có gì thay đổi, không có gì quá buồn phiền. Địa chi thì được lục hợp, cho nên là có thể là con cháu còn có thể làm cho các bác vui vẻ. Tuy nhiên là thổ khắc thủy này là bổn mạng của các bác có vấn đề, cho nên các bác cần phải chú ý, lỡ có bị gì chút xíu là phải báo với con cái để con cái kịp thời mà đưa các bác đi để khám, để không đề phòng cho nó tốt đẹp. Như vậy thì đó là thông tin về tử vi của tháng Đinh Tỵ năm 2018 đối với những người tuổi thân. Những người tuổi thân thì đa phần đều có địa chi là lục hợp trong cái tháng này, cho nên gia đạo không có gì là vấn đề quá lớn. Tuy nhiên có tuổi nhâm thân là một cái tuổi có nhiều sự may mắn ở trong cái tháng này nhất. Hy vọng rằng là các em ứng dụng nó tốt vào cuộc sống để mà thu được lợi nhuận ha, tiền tài đúng như mà ý của các em mong muốn. Nếu như ai xem video thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ để cho nhiều người tuổi thân được biết. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác liên quan đến tuổi của bạn hoặc là người thân của mình. Ai muốn gặp anh Ba live stream tại YouTube, xin bấm đăng ký kênh tại đây để hàng ngày nhận được những cái sự trả lời trực tiếp về tuổi của mình, ngày tháng năm sinh của mình với anh Ba. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.